Xin chào mọi người ha. Em mới soạn ra được một con Toshiba i5 mà gen 6 mà màn hình 13.3 inch, mà được cái con này là đẹp tuyệt vời luôn mọi người, dành cho những ai khó tính nhất nha. Vỏ máy là đẹp nè, không trầy xước không gì hết, và đặc biệt phím cũng rất là đẹp, đầy đủ ngõ kết nối hết nha mọi người. Đầy đủ ngõ kết nối qua webcam rồi đầy đủ hết. Màn hình 13.3 inch, size vừa phải, không nhỏ quá cũng không to quá. Mẫu 2018 thì sẵn đem ra ở ngoài sáng nè. Em mở cái phím lên luôn. Xong cấu hình thì mình vô trong ha. Mở máy lên luôn. Đây. Quá đẹp luôn nha mọi người, không có bóng một chút xíu nào luôn á. Đẹp quá trời đẹp luôn á mọi người ha. Đây, thì dành cho những ai khó tính ha, mình thích mua máy đẹp thì mà giá rẻ nữa. Em báo giá luôn, chỉ có 4 triệu ba thôi. Máy hoạt động hoàn hảo. Vô trong này thì em mở máy lên để em view cho mọi người xem cái cấu hình của nó nha. Cái mẫu mà màn hình mà 13.3 inch nó thì không nhỏ quá cũng không có to quá, nên nó là rất là ok luôn, tiện xách đi lại. Đặc biệt đó là phím enter nó to mọi người, khi mà mình bấm văn bản rồi đó cũng đã lắm. Đây, máy hoạt động hoàn hảo nha. Cấu hình nè. Đó, nó là đây Toshiba Dynabook R73D nha mọi người. i5 6300U nè. RAM 8 GB, SSD là 256 GB. SSD 256 GB nè mọi người nè. Tha hồ, nói chung là cái cấu hình này á, là văn phòng là quá ok luôn. Văn phòng công ty rồi đó, mình là một cái máy để đi làm nè, con cái rồi học hành là cực kỳ ok, mà lại đẹp nữa ha. Đẹp, con này là quá sạch sẽ, quá đẹp luôn, đẹp nhất trong bày trong nhà, chỉ có 4 triệu ba thôi. Nó có chống chói nha mọi người, nhưng mà màn hình này là màn hình HD chứ không phải full HD, thì cái mẫu này nó như vậy ha. Đó, máy hoạt động hoàn hảo, máy kèm sạc zin của Toshiba Dynabook nha mọi người, zin hết trơn á, đẹp không chỗ chê luôn. 4 triệu ba, ai chốt á, thì cặp cho em 1 triệu, còn lại em ship code ha. Đầy đủ ngõ kết nối nè, HDMI rồi màn hình rồi USB rồi đó, tai nghe nè, bên này thì cũng vậy ha. Đó rồi, Toshiba đây mọi người. Rồi, ai chốt thì inbox em nha mọi người. Cảm ơn mọi người rất là nhiều.